Fito Bimbi Appetito hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Theo dõi các chỉ số chiều cao, cân nặng là việc làm cần thiết để đảm bảo trẻ đang phát triển đạt chuẩn. Vậy theo dõi chỉ số phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ như thế nào? 1 tuổi 10 kg, cao 76 cm. Con em 1 tuổi mà có 7 kg, 68 cm à. Ủa, 7 kg với 10 kg có khác gì đâu. Nuôi con nít làm có cái tiêu chuẩn gì? Gì? Thức đo gì? Không có. Nuôi là gì bằng mắt nè, nhìn vô tròn tròn búp búp nó mới cân. Hãy cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa tìm hiểu cách theo dõi chỉ số phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ, từ đó có những can thiệp đúng và hiệu quả. Không phải là chỉ vào cân nặng không đâu, chúng ta còn phải quan tâm đến khá là nhiều những cái chỉ số khác nữa, đó là chiều cao này, rồi vòng đầu, theo dõi cả cái vòng cánh tay, rồi vòng bụng của em bé nữa. Việt Nam chúng ta thì thường là sử dụng cái chuẩn của WHO. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là cần có một cái sự theo dõi tư vấn cụ thể cho từng em bé một, cho nên là chúng ta có thể sử dụng những cái bảng biểu đó để mà theo dõi cái chỉ số phát triển của con mình cho hợp lý. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề hướng dẫn mẹ theo dõi chỉ số phát triển chiều cao cân nặng của trẻ, phát sóng lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.